Quốc Sưng chắc hẳn đã trở thành cái tên quen thuộc đối với khán giả và người hùng tí hon mùa 3. Không chỉ có tinh thần và trách nhiệm, Hải Anh đã đồng hành cùng những chú ngựa con của mình bằng chính sự quan tâm, lo lắng như những thành viên trong gia đình. Bắt đầu cuộc hành trình, Hải Anh đã đón về cho biệt đội của mình những thành viên nhí vô cùng tài năng và xuất sắc. Hà Anh, Bảo Minh. Đội đi tiếp xin chúc mừng Hà Anh và Bảo Minh. Cặp đôi sở trường dance pop có sự chênh lệch về chiều cao này cứ ngỡ sẽ là điều bất lợi cho hai bé. Có một chút trở ngại bởi vì mình thấp hơn chị mà. Mà nói về cái chiều cao của Hà Anh và Bảo Minh đó thì đây là một điều mình không có thay đổi được. Thế nhưng Hà Anh và Bảo Minh đã không ngừng học hỏi và tiến bộ từng ngày, mang đến cho khán giả và ban giám khảo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nay có nhiều cái động tác khó mà liên hoàn luôn. Tấn Bảo. Cậu bé đến từ miền Bắc, sở hữu một giọng hát dân ca ngọt ngào. Giọng Bắc đấy. Giọng Bắc. Vâng ạ. Trời ơi, cái giọng nó trống trẻo mà nó hay là hay luôn. Mênh mênh mang mang phù vân nhé từ ước. Quá hay. Quá hay. Con tên là Phan Hoàng Long, năm nay con năm tư gự. Cậu bé đáng yêu với biệt tài trí nhớ đã chiếm được sự yêu thích của khán giả ngay từ những ngày đầu tiên. Dạ, bắt càng. Cạn lời luôn. Để chứng minh rằng không chỉ có biệt tài trí nhớ, Hoàng Long còn khiến cho khán giả và ban giám khảo phải công nhận sự tài năng của mình thông qua những vai diễn hoàn toàn thuyết phục. Thấy ghét quá. Và hôm nay là đêm chung kết. Đây chỉ là bắt đầu thôi, không phải là đích đến. Cho nên là tụi con phải mở cánh cửa này ra, bước đến một cánh cửa khác nhiều màu sắc hơn, để tụi con có thể tốt hơn mình của ngày hôm qua. Cố lên nha, cô yêu tụi con. Cùng nhau đón xem những chú ngựa con và đội trưởng của mình sẽ thể hiện như thế nào trong đêm thi chung kết này nhé. Chờ mùa
trời nắng to. Mình có bà tôi nè. Dạ. Mình rủ thêm bà Tư đi hát nữa. Và Trâm ơi, khi mà hát cùng với bé Bảo trong đêm chung kết thì em cảm nhận thế nào về giọng hát, về tài năng của bé? Đối với Bảo thì em hơi ngạc nhiên. Hồi nãy em nghe cái ca khúc bà Năm á, thì bé luyến cũng rất là ngọt và nó cũng rất là ra cái chất của miền Nam. Và khi mà qua cái bà tôi lại là âm mưu miền Bắc, nó đối lập nhau nhưng mà bé vẫn làm rất là tốt. Cho nên em nghĩ đây là một tài năng dân ca các vùng miền mình nên đào tạo thêm. Cảm ơn em. Em xin được mời anh Đại Nghĩa. Hôm nay chú Nghĩa rất là bất ngờ với con. Ở cái bài bà Năm, đúng như cô Trâm hồi nãy cô có nói, là cái phần luyến lấy của con á, nó mang cái âm hiệu hưởng dân ca Nam Bộ, nó rất là mượt mà, nó ngọt ngào. Rồi sau đó cô Võ Hạ Trâm xuất hiện là chú rụng rời luôn. Hai cô cháu hòa quyện cùng nhau, gần như là chú không thấy một cái sự chênh lệch nào cả. Và ngày hôm nay cả hai cái bài này, bà Năm và bài bà tôi, bà nào con cũng làm tốt hết. Chúc mừng con. Em cảm ơn chú ạ. Tôi cảm thấy như thế nào về hai ca khúc của bà tôi và bà Năm? Hôm nay cô chỉ nói rằng giọng của Tấn Bảo hôm nay về hai bài hát này thì coi như hoàn toàn gần như là chỉnh chu. Bà Tư thấy bà Năm với bà tôi ok. Xin cảm ơn cô ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chờ đợi số điểm từ ban giám khảo nhé. Vâng ạ. Em sẽ được mời anh Đại Nghĩa. Nếu mà nói về đĩa, một điểm rất là hoàn hảo là điểm gì ta? Mười điểm! Ta để xem là bà Tư sẽ cho bà Năm và bà tôi bao nhiêu điểm đây? Em mời chị. Giờ bà Tư cho sao với bà Năm, bà tôi đây ta? Chắc là kiếm bà 10 ghét rồi. Yeah! Mười điểm! Thế Bảo, chúng ta đã có điểm trung bình cộng từ ban giám khảo là... Push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier.
đang rung tay luôn. Lúc tụi con bắt đầu làm mấy cái động tác dance sport, một cái phần làm cho nguyên cái sân khấu bùng nổ, khán giả cùng bùng nổ, cái đầu của chú Huy cũng bùng nổ. Và sau đó cái bài của mình cao trào hơn, nó tốt hơn, nó tuyệt vời hơn, nó nóng hơn, nó máu hơn, nó... Nói chung là dạ, mình không dạ, nói dạ, không nói ra lời luôn anh. Chị Cẩm Ly, chị có nghĩ vậy không ạ? Hay thiệt, tiết mục hôm nay quá nhiều những động tác luôn, nhiều cái rất là hay, mới lạ. Thực sự hôm nay, bài hôm nay rất là hay luôn. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Chúng ta cũng đã nhận được những mưa lời khen từ ban giám khảo cho tiết mục này. Vậy thì hãy chờ xem điểm số từ ban giám khảo là bao nhiêu nhé. Em xin mời anh Trinh Huy. Em xin mời chị Cẩm Ly. Nói gì nữa? 10 điểm! Vậy là điểm trung bình cộng của hai con là bao nhiêu? Hai con nói lớn cho nghe được không nè? 2, 3! 10 điểm!